Với bề dày truyền thống một thế kỷ xây dựng và trưởng thành, trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng là ngôi trường lớn của Việt Nam và là địa chỉ giáo dục uy tín chất lượng của tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng từ ngôi trường này, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học sinh đã và đang công tác, học tập, đã viết nên trang sử hồng của nhà trường, ghi đậm những dấu ấn trong sự nghiệp trong người. Sáng nay, trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đồng Khánh Hai Bà Trưng 1917-2017. Đến dự và chung vui với các thế hệ thầy cô giáo, học sinh của trường trong sự kiện đặc biệt này có ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ở Huế, cụm từ nữ sinh Đồng Khánh được nhắc rất nhiều để gợi nhớ về một thời trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng còn là trường nữ. Và trong ngày kỷ niệm trường tròn 100 năm tuổi, hàng trăm nữ sinh Đồng Khánh trong trang phục áo dài thước tha, nón nghiêng vành e lệ đã lại tề tựu, tạo nên một khung cảnh làm xao xuyến lòng người. Hình ảnh này giúp cho thế hệ trẻ hiểu hơn về một thời ngày xưa, còn những người xưa thì là dâng trào kỷ niệm được gặp bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp. Hôm nay nhân trường Đồng Khánh 100 tuổi, tôi trở về từng dấu chân kỷ niệm làm cho tôi xúc động, và với cái niềm hạnh phúc của người con, của người cựu nữ sinh Đồng Khánh trở về khi nhìn các em trường nữ Trưng Vương là hình ảnh của chúng tôi ngày xưa, lại tràn lên những niềm thương nhớ. Tôi rất là xúc động. Tôi gặp là những em mà có thể có những em là 20-30 năm, ra trường 20-mấy năm gặp lại. Và tôi thấy cái ngày này trong lòng rộn ràng như trẻ lại. Trường nữ Trung học Đồng Khánh Huế được Vua Khải Định đặt viên đá đầu tiên để xây dựng vào ngày 15 tháng 7 năm 1917. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử với các lần đổi tên, hiện nay trường mang tên Trung học Phổ thông Hai Bà Trưng. Phát huy truyền thống hiếu học, thầy và trò nhà trường ngày nay luôn nỗ lực phấn đấu hết mình để ghi dấu ấn trong bản đồ giáo dục của tỉnh. Hàng năm, trường có tỷ lệ đầu tốt nghiệp trên 90%, tỷ lệ đầu đại học cao đẳng trên 90% và thường xuyên xếp vị thứ cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Được học tập dưới mái trường lịch sử này là niềm tự hào của nhiều học sinh. Là một nữ sinh của trường Đồng Khánh, em cảm thấy rất là tự hào và vinh dự khi được học trong mái trường hôm nay. Và em sẽ tự nhủ với bản thân là sẽ cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện để xứng đáng là nữ sinh của ngôi trường này. 100 năm hình thành và phát triển, đã có biết bao nhiêu thế hệ học trò từ đây tỏa đi khắp muôn phương để xây dựng đất nước. Biết bao nhiêu thế hệ cũng đã trở về trường tiếp tục sự nghiệp trong người. Dấu mốc 100 năm có ý nghĩa quan trọng để thầy và trò trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng tiếp tục nỗ lực nhiều hơn.